thưa bà con, trong mấy ngày hôm nay thì ở thành phố Hồ Chí Minh đã xuất hiện một cái ổ dịch rất là nguy hiểm. Đó là cái ổ dịch mà liên quan đến hội truyền giáo Phục Hưng sinh hoạt tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một hội hoạt động mà theo tín ngưỡng tôn giáo được cấp phép, để chúng ta phải khẳng định với nhau là như vậy. Thế nhưng sau khi dịch bệnh đã do cái hội truyền giáo này gây ra đã lan rộng ở trong thành phố, và hiện nay có đến hàng chục nghìn người đang bị ảnh hưởng đến cuộc sống, đến cái hội truyền giáo này, thì lập tức công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án đối với cái hội truyền giáo này. Thế cùng lúc này thì báo cáo với bà con, một loạt các cái phương tiện thông tin đại chúng thù địch với Việt Nam ở nước ngoài, rồi các cái bọn hoạt động chống đối ở trong nước, chúng cũng đồng loạt lên tiếng, vẫn một cái luận điệu cũ, đó là Việt Nam xúc phạm tôn giáo, Việt Nam phân biệt tôn giáo, rồi Việt Nam xâm phạm tôn giáo, vân vân. Tức là chúng đang nói rằng đã có sự đàn áp về tôn giáo ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Ổ dịch Hội Thánh Truyền Giáo Phục Hưng hình thành như thế nào? Từ ngày 27 tháng 5 đến nay, thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận 149 người mắc COVID-19. Hầu hết trong số này đều liên quan đến Hội Thánh Truyền Giáo Phục Hưng ở quận Gò Vấp. Ngày 29 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Gò Vấp đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người liên quan đến Hội Thánh Truyền Giáo Phục Hưng. Vậy tổ chức này hoạt động ra sao? Tại sao nhiều người sinh hoạt trong hội này mắc COVID-19? Ổ dịch được phát hiện như thế nào? Ổ dịch Hội Thánh Truyền Giáo Phục Hưng được phát hiện khi có 3 hội viên cùng đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định, quận Bình Thạnh thăm khám sau khi có các triệu chứng về viêm hô hấp hôm 26 tháng 5. Ngay khi tới khám, họ được phân luồng cách ly và lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Một ngày sau đó, cả 3 người này có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Từ 27 tháng 5 đến nay, thành phố Hồ Chí Minh liên tục ghi nhận thêm nhiều người mắc COVID-19 liên quan đến ổ dịch này. Ông Nguyễn Tấn Bình, Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh nhận định ổ dịch tại điểm sinh hoạt tôn giáo này có thể xuất hiện từ lâu, tối thiểu đã qua 2 chu kỳ lây lan, mầm bệnh cũng đang lây lan mạnh trong cộng đồng. Cũng như tôi đã trình bày với bà con ở các bản tin trước đây, hiện nay rất nhiều F2 của cái ổ dịch này đã thành F0, tức là đã dương tính. Như vậy, nói như ông Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, tức là nó đã qua 2 chu kỳ lây. Quá trình khai thác dịch tễ ở khu vực hội thánh này rất khó khăn, do gia đình mục sư không hợp tác, phải nhờ công an hỗ trợ. Đấy, bà con thấy không? Đã gây ra bệnh tật, dịch bệnh như thế này, nhưng lại còn không hỗ trợ, không hợp tác. Và hiện nay như tôi đã nói là rất nhiều những người liên quan đến cái hội thánh truyền giáo Phục Hưng này, truyền giáo Hội Thánh Phục Hưng này, thì hiện nay họ còn đang không chịu đến khai báo y tế, không chịu đến để làm các xét nghiệm cần thiết, mà chỉ khi, tức là sắp nhìn thấy quan tài, tức là bắt đầu phát bệnh rồi, thì bắt đầu họ mới xuất hiện. Như vậy chúng ta thấy họ không hợp tác, rất bướng, gây ra những cái hậu quả cực kỳ nặng nề cho xã hội như này, nhưng mà họ lại hành xử kiểu như vậy. Và thậm chí ngành y tế đó phải nhờ đến lực lượng công an thì mới giải quyết được vấn đề. Điển hình, một nhà bên cạnh nhà mục sư không chịu lấy mẫu xét nghiệm vì lý do không liên quan đến nội thành. Chỉ đến khi có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, cơ quan chức năng mới phát hiện ra đây là mẹ vợ của mục sư Phương Văn Tân. Chưa xác định được nguồn lây. Theo ông Nguyễn Duy Tân, trưởng ban tôn giáo thành phố Hồ Chí Minh, việc sinh hoạt của Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng được cấp phép theo quy định, như tôi nói ban đầu đó, được cấp phép mà. Theo đó, giấy chứng nhận đăng ký sinh hoạt đạo Tin Lành của hội được Ủy ban Nhân dân phường 3, quận Gò Vấp cấp ngày 18 tháng 10 năm 2006. Ban tôn giáo thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm, việc đăng ký điểm sinh hoạt tôn giáo theo chỉ thị và quy định của chính phủ, giấy phép sẽ do Ủy ban Nhân dân cấp xã cấp. Hội thánh do mục sư Phương Văn Tân đại diện, người phụ trách và được ủy quyền thay thế là bà Võ Xuân Loan, vợ ông Tân. Địa chỉ đăng ký sinh hoạt của hội tại số 205/2 đường số 1, phường 3, quận Gò Vấp. Sau này, địa chỉ mới là ngôi nhà 3 tầng ở hẻm 415, Nguyễn Văn Công, quận Gò Vấp. Số hội viên sinh hoạt đăng ký sinh hoạt ban đầu là 60 người,
Tuy nhiên, sau một thời gian sinh hoạt, số thành viên giảm dần, hiện chỉ có 28 người đăng ký sinh hoạt. Vợ chồng mục sư Phương Văn Tân và Võ Xuân Loan tốt nghiệp tiến sĩ thần học mục vụ năm 2011. Vợ chồng mục sư là 2 trong 7 tiến sĩ thần học mục vụ đầu tiên trong chương trình hợp tác đào tạo tiến sĩ thần học mục vụ của Washington College International của Mỹ, cùng trường thần học quốc tế Việt Nam International Seminary, tiền thân của Sài Gòn Binscon. Trưởng ban tuyên giáo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm, nội dung sinh hoạt tôn giáo của Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng là cầu nguyện, thờ phượng, học kinh thánh, thông công cùng các ngày lễ Tết, cúng các ngày lễ Tết, Phục sinh, Giáng sinh. Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng sinh hoạt Chủ nhật hàng tuần. Như vậy, trong đầu tháng 5 đến nay, nhóm này lại sinh hoạt 4 đợt vào các ngày mùng 2 tháng 5, mùng 9 tháng 5, 16 tháng 5 và 23 tháng 5. Tổng cộng 4 đợt sinh hoạt, có 20 người tham gia, đúng quy định giãn cách của Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, có thể địa điểm sinh hoạt chật chội, dễ lây bệnh. Qua trao đổi với mục sư đại diện nhóm tôn giáo, người này cho biết từ khi có công văn về phòng chống dịch của Ủy ban Nhân dân thành phố, mục sư không đi truyền giáo bên ngoài, không tiếp cận người nước ngoài cũng như tín đồ nước ngoài. Do vậy đến nay chưa xác định được nguồn lây nhiễm ban đầu, trưởng ban tôn giáo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết. Vợ mục sư từng đi Hà Nội cố tình xóa dấu vết. Theo ông Nguyễn Tấn Bình, giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, bà Võ Xuân Loan từng đi máy bay từ Hà Nội vào Thành phố Hồ Chí Minh hôm 29 tháng 4 đến 13 tháng 5. Bà Loan có triệu chứng hô hấp đầu tiên nhưng không đi điều trị. Khi khai thác dịch tễ, lịch trình di chuyển và tiếp xúc, bà Loan không chủ động khai báo không trung thực và còn cố tình giấu giếm. Bà Loan còn cố tình xóa dấu vết bởi khi lực lượng chức năng kiểm tra sổ hoạt động của hội, một hội viên đã cố tình xóa danh sách hội viên, chỉ để lại tên 20 người để đủ chỉ tiêu hoạt động, không tập trung đông người. Đấy, tức là còn gian dối như vậy đấy bà con. Sở Y tế đã phải phối hợp cùng lực lượng công an và ngành hàng không mới xác định được hành trình di chuyển của bà Loan. Đấy, không chịu khai báo là có đi ra Hà Nội. Gian dối. Theo HCDC dự báo, số ca nhiễm liên quan đến hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng có thể tăng tiếp trong thời gian tới vì số hội viên đến nay vẫn có thể chưa ra khai báo hết. Để chặn đứng chuỗi lây nhiễm này, bên cạnh việc đẩy nhanh xét nghiệm, truy vết để dịch không lây lan từ những trường hợp đã biết, thì cần phải tìm ra tất cả những người sinh hoạt chung trong hội thánh này, bởi nguy cơ lây nhiễm trong hội thánh này rất cao. Những người này nếu còn trong cộng đồng thì sẽ thành nguồn lây rất nguy hiểm, đặc biệt ở những người không có triệu chứng, HCDC cho biết. HCDC đề nghị những người tham gia Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng chủ động liên hệ y tế địa phương để khai báo, kể cả khi không có bất cứ dấu hiệu mắc bệnh, không đợi đến khi có dấu hiệu bệnh mới đi khai báo. Gia đình, người thân nếu biết con em mình sinh hoạt tại hội nhóm này, hãy vận động họ khai báo y tế càng sớm càng tốt. Đấy, đúng như tôi đã nói ban đầu với bà con. Thứ nhất, cái nguy hiểm nhất ấy là hiện nay họ không khai báo trung thực. Và những người mà trong hội truyền giáo này chắc chắn là sẽ đông, chứ không phải chỉ những người ta gạch đi để đủ 20 người theo cái quy định của thành phố đâu. Nhưng hiện tại bây giờ họ rất bướng bỉnh và họ rất là ngoan cố. Ngay cả người cầm đầu đó là cái bà vợ ông ấy đấy, cũng ở trong người lãnh đạo đấy, thì còn khai báo gian dối, không chịu khai báo là có đi Hà Nội và cuối cùng phải nhờ đến công an và ngành hàng không thì mới tìm ra được cái nguyên nhân như vậy. Thế rồi, cho đến bây giờ thì báo cáo với bà con là các thành viên, chỉ trừ những thành viên nào bị bệnh thì họ buộc lòng phải đến bệnh viện và khai báo. Còn không có thì họ không khai báo vì họ vẫn muốn giấu. Rõ ràng là có một sự gian dối rất lớn. Và đây chúng ta phải phân tích thấy là công an ở quận của Thành phố Hồ Chí Minh đó khởi tố vụ án này thì liệu có chính đáng hay không? Tôi cho là cực kỳ chính đáng. Bà con có công nhận không? Chỉ là một cá nhân thôi mà gây lây nhiễm cho một vài người như cái bệnh nhân ở tại Hải Dương, ở Hà Nam và ở ngay Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có một cậu là nhân viên của Việt Nam Airlines. Thế rồi một trong khu vực phía Nam có một cậu trốn từ Campuchia về đó. Thì tất cả những trường hợp đó cũng chỉ gây lây nhiễm ít thôi. Và sắp tới đây thì còn có giám đốc Say Hasco nữa. Đó, tất cả những người đó đều đang bị xử lý rất nặng. Vậy ở đây lại là một cái hội đông người, hội truyền giáo, và rõ ràng họ đã sinh hoạt một cách bất chấp trong lúc này, kể cả về vấn đề quy định của thành phố và kể cả về vấn đề phòng chống dịch. Rõ ràng hiện nay tôi xin khẳng định là
cái lây lan của cái hội truyền giáo này là rất lớn. Không những đã lây lan cho những thành viên trong hội, mà hiện nay những người liên quan cũng đang lây lan rất mạnh. Đã có đến trên 100 bệnh nhân được xác định là lây lan từ cái hội truyền giáo này. Và có một điều nguy hiểm là họ không khai báo trung thực, cho nên không truy vết được là họ lây ở đâu. Vậy tôi hỏi bà con, như vậy đã cấu thành tội phạm chưa? Quá là cấu thành tội phạm, đúng không? Thế mà bây giờ họ vẫn cứ ngoan cố. Và có một cái điều nguy hiểm là bà con là thú trong giặc ngoài, chúng lại đang lên tiếng Việt Nam đàn áp tôn giáo, Việt Nam xâm phạm tôn giáo, Việt Nam không cấm đoán tôn giáo, rồi Việt Nam đổ tội cho tôn giáo về làm lễ làm dịch bệnh, vân vân. Đó, thật là những cái lưỡi không xương, nhiều đường lắt lẻo, đúng không bà con? Chính vì vậy cho nên chúng ta phải lên tiếng để lên án bọn chúng. Tôi được biết là đâu vào buổi trưa hôm nay thì có một bài báo đã đăng là chính cái ông cầm đầu của cái hội truyền giáo này đã lên khẩn thiết xin lỗi người dân cả nước và nhận lỗi đã gây ra cái vụ dịch nguy hiểm này. Thế nhưng điều đầu tiên mà ông xin lỗi như vậy thì cũng sẽ được ghi nhận thôi. Nhưng có cái là về pháp luật thì vẫn phải xử lý. Và cái điều quan trọng nhất là với trách nhiệm của mình, ông phải kêu gọi tất cả những người nào liên quan đến cái hội của ông phải ra khai báo y tế một cách trung thực và khẩn trương, đúng không bà con? Có như vậy thì nó sẽ giảm nhẹ được cái tội lỗi của các ông gây ra. Còn nếu như mà càng cố tình, càng ngang bướng, càng gian dối thì tội lỗi nó càng nặng lên. Đề nghị ông mục sư này, ông này cũng có học đấy bà con ạ, đấy đã tốt nghiệp hẳn một cái lớp của quốc tế của Mỹ phối hợp với Việt Nam để đào tạo đấy. Vì vậy với trình độ của mình, tôi đề nghị ông hãy khai báo trung thực và ông khuyên tất cả những bề dưới của mình phải khai báo trung thực để cho dịch bệnh nó không bị lây lan. Quay trở lại với những cái loa rè thì báo cáo với bà con, ngoài nước thì các cái loa rè chúng đã bắt đầu dòm ngó và bắt đầu đưa những cái thông tin sai lệch. Thế còn ở trong nước thì báo cáo của bà con lại bắt đầu xuất hiện những cái bài viết ở trên các cái trang mạng xã hội của một số kẻ. Chắc bà con còn nhớ gần đây tôi đã vạch mặt một bài viết đối với tên Trương Văn Dũng, hay còn gọi là Dũng xe ôm. Vâng, thì báo cáo bà con hiện nay ở trên trang Facebook cá nhân của nó lại tiếp tục có những cái dòng status mà có thể nói rằng rất muốn phải xử trí đó. Vâng, ví dụ như đây là một cái status nó viết rằng: chúng nó vu khống chụp mũ đến hội thánh, tôi tin chắc tới đây quả báo sẽ phát ổ dịch tại Lăng Ba Đình. Rất hỗn láo bà con thấy không? Rất hỗn, rất sượng, rất sắc sửa. Chúng ta nó không những nó đã nói là vu khống cho cái hội thánh, nhưng nó lại còn dám xúc phạm đến cái nơi linh thiêng, đó là tại lăng của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở tại Ba Đình. Vâng. Rồi có những kẻ như nhạc sĩ Tuấn Khanh thì nó cũng viết như này: trong sự kiện dồn dập báo chí nhà nước đưa tin về hội thánh Tin Lành Truyền Giáo Phục Hưng là nguồn lây nhiễm bị khởi tố. Dĩ nhiên điều chúng ta luôn cần là lắng nghe từ nhiều phía và có sự suy luận của cá nhân mình trong hoàn cảnh đầy rối ren hiện nay. Vậy xin phép dẫn phát ngôn của nhóm Truyền Giáo Phương đến cùng mọi người như một cách để tham khảo. Vâng, bọn chúng báo cáo bà con, chúng chỉ toàn, tất nhiên cái ban đầu của cái hội thánh Truyền Giáo Phục Hưng này là chúng sẽ phủ nhận và chúng ruồn gian dối, và chính vì vậy chúng trích lại những cái lời nói đó, xong đó chúng đổ lỗi cho cơ quan chính quyền là đang đàn áp, đang vân vân và vân vân đó. Ngoài ra thì báo cáo với bà con là tên Trương Văn Dũng, tên Dũng xe ôm này, có tôi nghĩ rằng cơ quan an ninh đã đến lúc phải xích mõm nó lại, phải cho nó tịt lại, không để cho nó tuyên truyền bậy bạ được nữa. Vừa qua cái câu chuyện danh hài Hoài Linh đã om cái tiền từ thiện và đã bị xã hội lên án rất mạnh mẽ, thì tên Dũng xe ôm này nó cũng viết như này: anh Trọng và Hoài Linh có mối quan hệ nhân quả với nhau. Xin lỗi bà con, nó viết như vậy này, bà con đã biết nó viết về ai rồi đấy. Trong mấy ngày vừa qua, anh Trọng rất cảm thông nỗi đau khổ của Hoài Linh bị dư luận ném đá vì tội không minh bạch tiền hỗ trợ cho đồng bào bị thiên tai, cũng như trước đây đồng đảng của anh bị trường hợp tương tự nêu trên. Vì thế với quyền lực của anh đã bịt miệng Nguyễn Phương Hằng. Ở đây báo cáo bà con ấy là trường hợp của Nguyễn Phương Hằng lên nói livestream như vậy thì như tôi đã nói bà con, bản thân tôi cũng không nhất trí, vì với tư cách của mình thì cần thiết thì sẽ làm đơn tố cáo lên các cơ quan chức năng. Hoặc nếu chúng ta có thể livestream
để tố cáo họ, tố cáo những cái nhân vật đó thì chúng ta cũng chỉ ở mức độ vừa phải, không nên có những lời thái quá, hoặc là không nên có những cái gọi là chương trình live stream quá dài, nó gây ảnh hưởng đến xã hội. Vì vậy, Sở Thông tin Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh nhân dịp Bộ Thông tin Truyền thông ra cái chỉ thị là sẽ xử lý tất cả những trường hợp này, thì Bộ Thông tin, Sở Thông tin Văn hóa, Sở Thông tin Truyền thông của Thành phố Hồ Chí Minh gọi bà Nguyễn Phương Hằng lên để nhắc nhở và yêu cầu bà dừng live stream lại, có vấn đề gì phải đưa nhau ra cơ quan pháp luật, và bà đồng ý. Như vậy đâu có phải là ai bịt mõm, nhưng mà tên Dũng xe ôm này thì nó lại rất hỗn loạn như vậy để bà con. Vâng, quay trở lại với cái câu chuyện về cái hội truyền giáo Phục Hưng này, thì rõ ràng khởi tố là điều đương nhiên, vì trong lúc này thì nhà nước, chính phủ, rồi các ban ngành, các địa phương đều đang căng mình ra để chống dịch. Có thể nói đất nước chúng ta chưa bao giờ có một cái đợt chống dịch khó khăn như cái đợt này. Và vì vậy, đang cần sự chung tay góp sức của toàn đảng, toàn dân, toàn quân trong cái lĩnh vực này, thì Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng này lại gây ra một cái vụ dịch lớn như vậy. Làm sao mà không bị xử lý? Không phải Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng, mà bất cứ kẻ nào trong thời điểm này mà gây ra câu chuyện như vậy đều bị xử lý. Đấy, bà con có đồng ý với tôi quan điểm như vậy không? Chính vì vậy cho nên chúng ta bác bỏ hoàn toàn những cái lời xuyên tạc, bịa đặt, bậy bạ của các cái tổ chức, của các cái cá nhân, và đặc biệt là những cái bọn thù địch chống đối với Việt Nam từ trong và ngoài nước. Chúng ta xin khẳng định và chúng ta luôn ủng hộ phương pháp, cách làm việc của chính phủ cũng như các cơ quan ban ngành, các địa phương ở trên đất nước Việt Nam này. Và với tư cách là những người dân thì chúng ta hoàn toàn ủng hộ và chung tay để làm sao dập dịch một cách tốt nhất. Tôi được biết ngày hôm nay hình như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã ra lời kêu gọi toàn dân chung tay để chống lại dịch, cho dập dịch COVID-19. Như vậy chúng ta thấy là toàn đảng, toàn dân, toàn quân, tất cả các ba bộ ban ngành trên cả nước chúng ta đang chung tay một lòng để làm sao quyết tâm chiến thắng được giặc dịch này. Chính vì vậy, những ai làm sai, làm trái, đi chệch cái con đường này, tức là làm ảnh hưởng đến lợi ích của dân tộc, của quốc gia, thì chắc chắn sẽ bị xử lý. Tùy mức độ vi phạm mà bị xử lý nặng hay nhẹ. Đúng không bà con? Và vì vậy, chuyện khởi tố đối với Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng ở Thành phố Hồ Chí Minh là chuyện cần thiết và hoàn toàn bình thường. Người dân chúng tôi hoàn toàn ủng hộ cơ quan chức năng làm nhiệm vụ và đề nghị phải xử lý thích đáng những kẻ gây ra cái vụ dịch đang bùng phát ở tại Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và trên cả nước nói chung. Đây cũng là lời cảnh tỉnh cho tất cả những kẻ mà không chấp hành luật pháp, hiến pháp của nhà nước, không chấp hành những quy định mà được ban ra trong công tác phòng chống dịch và không nghĩ đến lợi ích quốc gia, cố tình làm theo ý mình, cố tình làm bệnh để gây ra dịch bệnh như vậy thì chắc chắn sẽ bị xử lý. Vâng, đó là thông điệp của tôi xin gửi đến bà con và xin gửi đến tất cả trong bản tin nóng ngày hôm nay. Đề nghị một lần nữa, tất cả người dân chúng ta lúc này, nếu chúng ta biểu hiện tình yêu nước bằng việc không đi ra ngoài nếu không có việc gì cần thiết, chấp hành tất cả nghiêm túc các quy định của từng địa phương một. Bây giờ chúng ta phải chấp hành theo quy định của từng địa phương, vì từng địa phương họ sẽ đưa ra những cái quy định nó chặt chẽ hơn và nó chính xác với từng địa phương mình. Cho nên chúng ta phải chấp hành nghiêm túc tất cả những quy định của từng địa phương. Và bất cứ kẻ nào chống đối trong lúc này, cho dù chúng ta ai, chúng đều phải trả giá, đều bị pháp luật xử lý. Tôi cũng kêu gọi tất cả những bà con theo hoạt động tín ngưỡng trong lúc này, hãy dừng lại tất cả những lễ hội đó. Hôm nay tôi được biết tên Nguyễn Đình Thục, một tên linh cẩu ở miền Trung, lại cho bà con tụ tập, bà con giáo dân tụ tập rất đông người để tổ chức cái lễ hội gì đó. Nếu như nói dại mà bùng phát dịch bệnh lên thì Nguyễn Đình Thục cũng sẽ bị xử lý hình sự. Đó là điều khẳng định với tất cả mọi người. Giữ đất, tổ quốc lẽ lên hình tia chớp ngăn thù.